vừa nãy đi sửa điện chỉ có 3 người, cam, vàng, đen. Cam quả rồi, cho nên imposter chỉ có thể là một trong hai thằng vàng hoặc đen. Chúng mày có biện minh gì không? Thấy nào mày, thằng đen siêu cam, nó mặc áo màu đen, họa tiết màu đỏ, chứng tỏ để che hết máu. Mà nó mặc áo màu đen như thế này, nó chui xuống cống không bị dính vết bẩn. Mà quan trọng nhất ấy, hung khí gây án đang nằm trong tay nó. Thấy không? Mày có gì biện minh? Nhưng mà tao chơi tìm kiếm ba đêm mà chơi tìm kiếm ba đêm. Anh em đợi chơi nữa, vốt nó. Vậy là mày không biết rồi, trong tìm kiếm 3D không ai phản bội huynh đệ của mình cả. Mày nói câu đấy là mày bị lộ rồi, mày chính là hung thủ. Anh em vốt nó. Tìm kiếm 3D cực phẩm kiếm hiệp, 2 năm trọn tình, tải ngay trên App Store và Google Play.